Hello, xin chào mọi người. Em vừa quay xong chiếc Everest này thì nhìn sang bên này có chiếc Túc Sơ đẹp quá, muốn quay luôn cho anh em. Đợt này thì em thấy rằng là showroom bên em ấy về xe rất nhiều mọi người á. Khả năng là cũng chuẩn bị áp Tết rồi nên là cái lượng xe em đang nhập về, thứ nhất là để tồn lại những chiếc xe để anh em có thể lựa chọn sớm nhất có thể. Bởi vì là em thấy rằng là mọi năm nhá, vào dịp áp Tết lúc nào đấy thôi, nhìn có thể nhiều xe thế nhá, nhưng mà đến cái thời điểm khoảng tầm ngoài 15 tháng chạp đến 20 tháng chạp một cái thôi là lượng xe là bán rất nhanh mọi người ạ. Thì hôm nay đây thì thể theo nguyện vọng khá nhiều anh em, hôm nay em có về thêm được một chiếc Hyundai Tucson mọi người nhá. Chiếc này của em thì nó là phiên bản cao cấp nhất, máy 1.6 turbo, sản xuất là 2022, màu đỏ mận, mới lăn bánh được có 27.000 cây thôi. Thì hiện tại bây giờ thì theo em được biết là khoảng tầm cuối tháng 11 này, tính ra là hôm nay đã là 23-24 rồi, thì còn khoảng tầm 6-7 ngày thôi. Thế thì chúng ta sẽ kết thúc ở trong hãng xe mới nhá, sẽ kết thúc cái chương trình giảm cho các bạn 50% hỗ trợ. Thì em không biết là hãng có tăng giá hay không, nhưng mà với khía cạnh em là người làm xe cũ đây, thì với đơn vị bên em nói chung và anh em xe cũ nói riêng ấy, thì chúng ta sẽ được linh động về giá hơn mọi người nhá. Nên mọi người yên tâm, cái mức giá mà em Long đang chào bán với tất cả các xe ở đây, anh em yên tâm là nếu anh em nào thiện chí thực sự muốn mua nhá, thì anh em yên tâm là khi gọi cho em sẽ có giá tốt và sẽ thương lượng thêm được. Rồi chúng ta cùng nhau đi với em chiếc xe này nhá. Như em này của em thì mang cái tông màu là màu đỏ mận mọi người ạ. Một trong tông màu mà em thấy rằng cũng khá nhiều anh em thích luôn. Với chiếc xe này của em thì đây là phiên bản cao cấp nhất mọi người nhé. Thì mọi người biết là Hyundai Tucson ở hiện tại ở Việt Nam mình ấy đang phân phối ra với 4, đúng không? 4 phiên bản chính. Đó là bản 2.0 tiêu chuẩn này, 2.0 đặc biệt này, bản máy dầu này và bản 1.6 turbo. Thì phiên bản này của em là phiên bản cao cấp nhất mọi người nhé. Thì ở phần đầu xe thì bản cao nhất này chúng ta vẫn được trang bị những gói công nghệ an toàn cơ bản như là phần đèn đấy, là đây là đèn full led 2 tầng mọi người nhá. Phần mặt ca lăng thì được mạ chrome bóng đấy, chrome đen mờ bóng mọi người nhá, với cả phần cụm đèn daylight ban ngày đặc trưng nổi bật của cái form này. Em thấy rằng là từ khi form này ra ấy, rất nhiều các hãng cũng đã học tập cái form này. Ở phần đầu xe thì với phiên bản cao cấp nhất này nhá, chúng ta vẫn được trang bị có công an toàn chủ động là có radar phanh khoảng cách này, cam 360 này, hỗ trợ cảnh báo lệch làn, cảnh báo vượt trên gương, đại khái là những cái công nghệ option cao cấp nhất hiện tại bây giờ thì trên chiếc xe này vẫn đang có đủ mọi người nhá. Và về xe cũ thì như hôm em nhận chiếc xe này về thì cái tỷ lệ trên xe sơn zin mọi người nhá, tỷ lệ sơn zin xe nó còn lại đâu đó khoảng tầm xít soát 85-90% đấy mọi người ạ. Và em này thì cam kết rõ cho mọi người luôn là xe sẽ không có đâm sâu tai nạn ngập nước mọi người nhá. Về phần máy móc khung rằng động cơ hộp số là zin nguyên bản, chỉ có du di cho em Long là gì, sơn si thôi. Bởi vì xe đã có sử dụng thì nói không phải ngoa đâu, nhưng mà xe đã có sử dụng thì không có ông nào dám cam kết là di 100% được mọi người ạ. Nhưng mà với bản thân em Long đây, lượng xe về đơn vị em sẽ phải tuyển chọn rất kỹ. Và nếu anh em nào mà đã từng mua xe của đơn vị từ quý bên em ấy thì mọi người biết đấy, đơn vị em là một đơn vị rất khó tính luôn, xe phải đẹp, phải căng, phải chất em mới làm mọi người ạ. Đó rồi, đây bạn quay cho mọi người xem qua phần hông ở bên lái này đi. Từ những phần chi tiết như mép cản này, đây mép cản này không hề có sơn dây mọi người nhá. Đấy, du di cho em một xíu là ở phần đầu cản dưới, ở bên phụ bên kia là có xước một tí xíu, ở phần hông bên dưới cũng thế. Đấy, nhưng mà mọi người nhìn qua cho em này, sơn zin nó đều, nó đẹp lắm. Đó, em này thì tất cả phần hông cánh cửa bên này thì cũng không có sơn zin, không có sơn tỉa lại mọi người, chỉ có là sơn zin hết thôi. Đấy, còn lại phần lốp bên này đây, bạn quay cho mọi người xem qua này. Em này thì đế lốp liền đời theo xe, bởi chạy có 2.7 thôi, làm gì đâu phải thay đâu mọi người. Đấy, phần mặt ta lông lốp trên này vẫn còn nguyên luôn. La răng bản này thì chúng ta sẽ được sử dụng là la răng là có 5 chấu bản lớn, có phay mọi người nhé, ở trong cụm phanh đĩa rất lớn này. Đấy, về tổng thành thì như lốp này thì em tự tin luôn là nếu anh em nào mà chạy ở trong phố nhá, chạy khéo vẫn có thể chạy thêm được khoảng tầm 3-40.000 cây nữa mới phải thay. Đấy, còn lại phần hông bên cửa đây thì với những chiếc Tucson em đã từng quay rất nhiều rồi, kể cả form mới này em đã quay không biết bao nhiêu xe rồi, thì em ấn tượng nhất với cái phần cánh cửa là cái đường gân dập chéo cái này này, tạo hình nếp gấp giống như là một cái môn nghệ thuật là gấp giấy origami của Nhật Bản đấy mọi người. Đấy, những đường gân dập nổi như thế này. Thực ra cái này thì em vẫn hay nói vui là nếu mà các bác thợ sơn ở Việt Nam mình ấy, cái đường gấp này thì làm cũng khá mệt đấy mọi người ạ. Đấy, đây như mọi người nhìn qua cho em này, hông bên này thì rất đều luôn. Đấy, hông này rất đều mọi người nhá. Cũng chỉ duy cho em một xíu là ở bên hông bên kia là cũng có một tí xước ở đây thôi, bởi vì chủ xe người ta lùi vào tường. Đấy, và cánh cổng người ta nên hơi ra một tí xíu, còn lại là zin hết toàn bộ mọi người ạ. Đây mọi người nhìn qua cho em phần hông bên dưới này, chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ là có cảm biến trước sau mọi người nhá. Đèn lùi này, đèn phanh trên cao này, mọi thứ còn đều rất liên lạc luôn. Với form mới này thì Hyundai Tucson sẽ được thiết kế lại toàn bộ ở phần mặt ca lăng ở bên mặt nó có bằng sau đây. Với cụm đèn pha, đèn hậu là full led mọi người nhá. Tạo hình móng vuốt cực kỳ đẹp luôn.
Còn đây là phần hông ở bên phụ mọi người ạ. Hông bên phụ đây thì cũng chỉ có một vài điểm xước nhỏ như thế này thôi. Bạn quay cho mọi người xem đi. Nó bé quá, nó như cái đầu tăm ấy, nên em không muốn làm. Bởi bản chất chỗ này đang là mảng sơn zin. Nếu mà bây giờ mà sơn rửa ráo ra ấy, thì nó mất cả mảng luôn, mất nó phí cái sơn zin là mọi người ạ. Đây và bọn nhìn qua cho mọi người xem qua này, những cái đường nếp gấp này, đường dao này, nó không hề có vết sơn dây mọi người nhá. Phần lốp bên này của em thế thôi. Nói chung là bốn quả đều đẹp như nhau mọi người ạ. Đế lốp liền đời theo xe, lốp rất mới. Đấy. Những cái phần la răng nhá, gần như em thấy rằng là không hề có vết xước luôn mọi người ạ. Đợt này thì em thấy rằng là các bác chủ xe đã lái xe khá khéo rồi. Ngày xưa là em đã từng làm nhiều con xe nhá. Phần la răng này thì đôi khi hay bị cấn vào lề đường ấy, mọi người, nó xước rất xấu luôn. Đấy. Còn đây là phần bên phụ này mọi người nhìn qua cho em nhá. Bên phụ đây. Sơn zin, mọi thứ của xe đều liền lạc hết luôn. Và bây giờ bạn quay cho mọi người xem qua một chút xíu về phần khoang nội thất của xe nhá. Ngoại thất thì nhiều anh em đã xem quá quen rồi. Đây, mọi người nhìn qua cho em nội thất ở trong đi. Thì với phiên bản chùm sao turbo này hay là bản 2.0 đặc biệt hắt lên nhá, thì chúng ta sẽ được trang bị là ghế da màu nâu đỏ mọi người ạ. Đấy, màu nâu đỏ thì nhìn xe cực sang luôn. Ở đằng sau thì có lẽ là về rộng rãi không phải bàn rồi. Và có một cái món rất là hay mà chỉ cái Tucson mới có thôi. Đó là phần hàng ghế này chúng ta có thể, đấy, như thế được mọi người nhé, lên xuống được. Nhưng mà với xe X5 hay mấy chiếc xe khác cùng một khúc không có đâu. Đấy. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ được trang bị là có cửa gió điều hòa này, có cổng sạc này, bệ tỳ tay và nguyên một bầu trời. Cái này cũng là một cái điểm cộng mọi người nhé. Xe Hàn bây giờ các hãng người ta kể cả Sportage luôn cũng được làm cái phần cửa sổ trời toàn cảnh này, rất là ăn điểm luôn mọi người nhé. Tuy là đôi khi nhiều lúc anh em không dùng đến đâu, nhưng mà nếu mà anh em có cửa sổ trời này, kể cả khi chúng ta ngồi, khi chúng ta đi di chuyển vào những hôm thời tiết nó đẹp ấy, thì chúng ta mở cửa sổ trời ra nhìn cực kỳ sướng luôn. Và chỗ ngồi rộng rãi điểm này không phải bàn rồi. Và mọi người nhìn qua cho em thì nội thất trong xe này, từ phần trần mọng này cho đến phần ghế da, gần như hàng ghế thứ hai gần như là chủ xe không ngồi mấy đâu mọi người ạ. Chủ yếu là ngồi hàng ghế lái là chính thôi. Đấy, nên là hàng ghế sau ngồi rất mới mọi người nhá. Xe được trang bị là có thảm sàn 3D rồi. Đấy, mọi thứ đều rất liền lạc. Và bạn quay cho mọi người xem qua một xíu về phần tắp khi cửa cũng như là phần keo chỉ đi. Những cái phần này thì em xin phép là quay nhanh qua thôi, bởi vì là những cái này thì nếu mọi người qua xem thực tế thì em Long sẽ cho mọi người xem thực tế luôn. Và cam kết mọi người là keo chỉ là zin mọi người nhé, zin toàn bộ luôn. Em không cho phép là mất một phần nào đâu mọi người ạ. Đó. Rồi, còn đây là phần cửa nội thất bên lái này. Thì với ghế này nhá, chúng ta sẽ được trang bị là có ghế điện, có hai vị nhờ ghế. Khi mà chúng ta mở cửa là cái phần ghế này sẽ lùi đằng sau và đóng cửa vào, nổ máy lên là sẽ được đẩy lên mọi người nhá. Và em Long xin phép là sẽ bật cái máy này lên để chúng ta xem qua. Nội thất ở đây, mọi người nhìn đấy, đấy đẩy lên trên. Đó. Đây, với phiên bản này nhá, để phân biệt này, chỉ có bản 1.6 turbo thì mới được trang bị cần số nút bấm giống như Santa Fe mọi người ạ. Còn lại thì mọi thứ ở trong xe thì nó khá là cơ bản thôi, như là có mặt màn hình cỡ lớn này, LCD cỡ lớn này, điều hòa điện tử hai vùng, có trang bị là nút cảm ứng mọi người nhá. Đấy, nút cảm ứng này, có thêm sạc không dây, đúng rồi, sạc không dây. Ngoài ra thì thêm phanh tay điện tử auto hold là những cái vẫn phải có. Ngoài ra thì vẫn những cái option cơ bản từ ngày xưa như là sấy làm mát ghế này, sạc sấy vô lăng này, hỗ trợ hành xuống dốc này. Đấy, cam 360 nó vẫn được giữ lại duy trì mọi người nhé, nhưng được làm tinh chỉnh lại nó gọn hơn mà chúng ta có thể dễ dàng di chuyển và sờ chạm được mọi người nhé. Còn lại về phần vô lăng cần số đây mọi người nhìn qua cho em đi. Về khoang lái ngồi thì em thấy rằng là với chiếc xe này thì anh em yên tâm là ngồi khoang lái rất xoáng, rất thoáng luôn. Về phần vô lăng cần số thì cầm nắm rất sướng. Ở trên này chúng ta sẽ được trang bị là có cruise control này, tăng giảm âm lượng nghe gọi điện thoại và khoang ngồi rất thoáng mọi người nhé. Để mà nói như chiếc này thì nếu anh em nào mà hay phải di chuyển đường dài ấy, thì chiếc này là một trong chiếc xe rất là ăn điểm luôn. Đó. Đây, còn bạn coi cho mọi người xem qua một xíu về phần khoang máy của xe đi. Đấy. Cái gì muốn quay cho mọi người xem nhưng mà vì thời lượng nó không cho phép mọi người ạ. Đây, mọi người xem qua phần máy của xe này. Máy 1.6 turbo, máy rất nhỏ và gọn mọi người nhá. Máy rất khỏe luôn. Từ phần chi tiết như là ốc chân máy, keo chỉ cho đến là ốc capo là zin hết toàn bộ luôn. Đấy, anh em có thể mang xe đi kiểm tra này, đi check test lại bất kỳ đâu mọi người nhá. Đấy, nên là anh em yên tâm. Cứ ưng xe này đi, qua xem thực tế với em Long là chúng ta sẽ cho xe đi check được thoải mái mọi người nhé. Đó, đơn vị check là do mọi người chỉ định nên là anh em yên tâm phần này. Rồi, với khuôn tài chính mọi người nhá, chưa đến 900, có nghĩa là 900 quay đầu với mọi người. Anh em nào mà đang thích một mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc hoặc đơn giản là thích trực tiếp chiếc Tucson này đi, thì ở đây là phiên bản máy 1.6 turbo sản xuất là 2022, mới lăn bánh được có 27.000 cây thôi. Thì anh em nào mà có ưng mẫu này hoặc là muốn trao đổi riêng với em Long thì nhắc quay lên mà gọi riêng cho em Long nhé. Và em Long cũng có tiện đây luôn là em Long muốn nói là đơn vị em Long hiện tại bây giờ vẫn đang cần tìm mua, cần nhập thêm rất nhiều xe nữa. Nên là anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu bán xe hoặc đang có xe của anh em bạn bè người thân mà không chịu dựng đến ấy, thì có thể nhắc máy lên mà gọi riêng cho em Long để em cũng định giá. Nếu mà được thì chúng ta giao lưu nhá. Để mọi người mọi thứ sẽ gọi riêng cho em Long qua số hotline dưới màn hình nha mọi người ạ. Xin chào mọi người.